Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy BC04 Công an Hà Nội vào chiều ngày 8 tháng 7, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với y tá và nhân viên hộ lý Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, Hà Nội, xung quanh vụ án bệnh nhân tổ chức bay lắc trong bệnh viện. Cụ thể, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với bà Nguyễn Thị Minh Huệ là y tá bệnh viện và Bùi Thị Hạt là nhân viên hộ lý Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín, Hà Nội. Các bị can trên bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây cũng là hai người điều trị cho Nguyễn Xuân Quý, bị can cầm đầu đường dây buôn bán ma túy ngay tại bệnh viện gây xôn xao dư luận. Trước đó, BC04 đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, trú tại Thanh Trì, cùng 4 bị can khác về tội mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm. Theo điều tra thì quý có tiền sử bệnh tâm thần nên vào điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ tháng 11 năm 2018. Trong quá trình điều trị thì quý móc nối với một số cán bộ y tế của bệnh viện để được tự do đi lại và sinh hoạt đặc biệt là hắn đã cải tạo căn buồng điều trị thành một phòng bay lắc để cất giấu sử dụng trái phép chất ma túy và đưa cả dịch vụ và thác loạn. Ngày 20 tháng 3, BC04 đã đột kích căn phòng bay lắc của quý ngay tại bệnh viện và đã phát hiện thu giữ hơn 6 kg ma túy. Trước đó vào tháng 3 năm 2021, BC04 đã khởi tố bị can Nguyễn Xuân Quý, 38 tuổi, trú tại Thanh Trì cùng 4 người khác bao gồm Nguyễn Văn Ngọc, 47 tuổi, có 5 tiền án về ma túy. Nguyễn Trung Nguyên, 38 tuổi, có 2 tiền án. Nguyễn Công Thường, 35 tuổi, có 3 tiền án về ma túy. Và Lê Hoàng Hải, 26 tuổi, về các tội mua bán, tảng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng vụ án, thì Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên, khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, bị khởi tố về tội không tố giác tội phạm.